Hôm nay là ngày thứ tư của đợt nắng nóng và cũng là ngày nền nhiệt độ trung bình cao đỉnh điểm của đợt này. Suốt những ngày qua thì người dân đã phải tìm đủ cách để trốn nóng và tránh cái nắng hầm hập khó chịu. Ghi nhận của nhóm phóng viên VTC14 tại Hà Nội vào chiều ngày hôm nay. Sự nóng bức đã khiến người đàn ông này làm một việc được xem là khá điên rồ. Bơi lội ngay giữa đài phun nước công cộng. Ông cũng quên luôn rằng nguồn nước ở đây không được sạch sẽ và rác rưởi vây xung quanh. Các cửa hàng buôn bán sầm uất ở phố cổ cũng trở nên ảm đạm với những lớp vải bạt chắn nắng ngăn cách người mua. Nhiều tiểu thương thậm chí ngừng hẳn việc kinh doanh để tránh nắng. Này thì ai cũng chạy trốn nắng, không có khách mua hàng, mình giảm doanh số nhiều chứ. Giảm một cách phải gọi là đến 60-70%. Nắng những cái ngày như này coi như là tớ chỉ người bán hàng ngồi với nhau thôi. Ra đường trong thời điểm giữa trưa không khác gì bị hun nóng. Trong những bộ trang phục kín từ chân đến đầu, người dân sẵn sàng đi sai luật giao thông để tránh nóng. Người ta không còn phân biệt được đâu là làn đường của ô tô, đâu là làn đường của xe máy, mà chỉ nghĩ rằng ở đường nào có bóng râm thì đi. Ai cũng tranh thủ tận dụng từng bóng râm ít ỏi giữa khoảng không gian nóng cháy từ hàng cây, gầm cầu đến hầm đi bộ. Rõ ràng, không ai hiểu rõ sự khắc nghiệt hơn những người lao động ngoài trời trong những ngày này. Ngày vừa qua nóng nóng, con người ta cảm thấy rất khó chịu, rồi người nó kiểu mất nước nhiều, nó khát nước, phải uống nước thường xuyên và phải dùng những cái khăn để thấm nước vào cho nó đỡ nóng, đỡ hắt vào mặt, đỡ mát. Nóng nóng là thời tiết là khó chịu và vất vả, đi lại cũng nghe khó khăn. Nắng nóng khiến cuộc sống của người dân thủ đô bị đảo lộn hoàn toàn và mùa hè mới chỉ bắt đầu.